vận mệnh thay đổi nhờ làm những việc không ngờ. Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Vào thời Quang Tự, ở Giang Tô có một người tên là Mổ Giáp, làm thuê trong một hiệu buôn của Thượng Hải. Ông Mổ làm việc rất chăm chỉ, lại là người thật thà, lương thiện nên được gia chủ vô cùng tin tưởng. Vào một năm cách Tết Đoan Ngọ vài ngày, gia chủ cử ông Mổ tới phía Nam Thành để thu nợ. Ông Mổ không dám lười biếng, phải vất vả từ sáng tới trưa đi tới từng cửa tiệm để thu về khoản nợ 1.800 đồng bạc chẳng. Mặc dù vừa đói vừa khát, nhưng vì phải nhanh chóng mang tiền về giao nộp, nên Mổ Giáp chỉ uống một tách trà ở quán trà Thập Lục bên đường và vội vàng về cửa hàng. Nhưng khi Mổ Giáp về tới cửa tiệm, thì chiếc túi da đựng tiền đã không cánh mà bay. Vật quan trọng như vậy mà lại để rơi mất, giờ biết ăn nói ra sao với ông chủ? Mổ Giáp càng nghĩ càng bối rối, ông luống cuống lo sợ, không biết rốt cuộc đã làm rơi cái túi da ở đâu. Lại nói, ông chủ không tin sự việc này có thể xảy ra với người như Mổ Giáp. Bình thường, Mổ Giáp được ông tin tưởng, làm việc gì cũng cẩn thận chu đáo, sao có thể đánh rơi túi tiền được? Trừ khi ông ta muốn giữ số tiền ấy làm của riêng nên mới bày đặt như vậy. Thế là, với sắc mặt đanh thép, ông chủ đã lớn tiếng lăng mạ Mổ Giáp và tuyên bố nếu Mổ Giáp không hoàn trả túi tiền thì sẽ bắt lên cho quan phủ xử tội. Ở phố Đông, có một chàng trai trẻ tên gọi là Mổ Ất, là người đang sống trong cảnh bần cùng khó khăn. Trong tâm trạng buồn rầu và chán nản, Mổ Ất quyết định sẽ xuôi thuyền dọc sông Hoàng Phố để về quê. Hôm ấy, khi Mổ Giáp vừa rời đi, thì Mổ Ất cũng đặt chân tới quán trà nọ, vừa uống trà vừa đợi thuyền. Vô tình, Mổ Ất phát hiện chiếc túi da của ai đó để quên trên bàn, bên trong có rất nhiều đồng bạc. Mổ Ất vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Anh nghĩ đây đúng là khoản tiền từ trên trời rơi xuống, có thể giúp mình giải quyết vấn đề khốn khó về kinh tế rồi. Nhưng sau đó anh thay đổi suy nghĩ. Khoản tiền lớn như vậy nên mình cất đi có thể coi như áo gấm về làng, nửa đời sau sẽ không phải lo đến chuyện cơm ăn áo mặc nữa. Tuy nhiên vạn vật đều có chủ, có lẽ chủ nhân của khoản tiền này đang lo lắng lắm. Nếu vì điều đó mà vô tình làm hại họ thì tâm mình sao có thể yên ổn được chứ? Mà có lẽ cả đời mình cũng không thể được yên ổn nữa. Mình phải đợi ở đây để trả lại cho người ta mới được. Mổ Ất nhìn kỹ sắc mặt của mọi người trong quán, không ai có dáng vẻ như bị mất đồ cả. Bụng réo vang vì đói, nhưng anh không dám rời đi nửa bước. Tay nắm chặt cái túi da và chờ đợi. Một thời gian lâu sau cũng không thấy có ai đến hỏi. Vốn chỉ định ngồi uống tách trà và đợi thuyền qua sông. Giờ tình cảnh như thế này, vừa đói vừa mệt, lại còn không lên được thuyền để về nhà nữa. Mổ Ất lo lắng, không biết phải đợi tới bao lâu mới tìm được chủ nhân của chiếc túi da này. Thế nhưng Mổ Ất vẫn kiên trì đợi, đợi mãi cho tới chặn vạng tối, nhà nhà đều đã lên đèn, quán trà cũng chuẩn bị đóng cửa, thì mới nhìn thấy Mổ Giáp mặt mày ảm đạm đi tới. Bên cạnh còn hai người nữa cũng bước vào quán. Hóa ra vì sợ Mổ Giáp ôm số tiền kia chạy trốn, nên ông chủ đã phái thêm hai người đi sau tháp tùng. Sau khi âm thầm lắng nghe cuộc chuyện trò của họ, trong lòng đoán chắc đây là chủ nhân của chiếc túi da, Mổ Ất bèn tiến tới trước mặt họ và nói: "Có phải các huynh đệ đây bị mất tiền không? Tôi ở đây đợi các huynh từ lâu lắm rồi." Nói xong, anh đưa cái túi da nhỏ trả lại cho Mổ Giáp. Vừa nhìn thấy chiếc túi da, Mổ Giáp xúc động không nói nên lời, nước mắt lưng tròng, quỳ gối dập đầu mà nói: "Cậu đúng là đại ân nhân của tôi, nếu hôm nay không có cậu thì hàm oan của tôi không thể sáng tỏ, có khi phải mang theo nỗi oan mà xuống suối Hoàng Tuyền."
Sau khi hai bên giới thiệu danh tính, Mẫu Giáp nói muốn biếu lại một số tiền để cảm ơn, nhưng Mẫu Ất từ chối. Mẫu Giáp lại xin được tặng món quà nhỏ, nhưng anh vẫn không nhận. Thấy Mẫu Ất từ chối mãi, cuối cùng Mẫu Giáp đành nói: sáng mai tôi sẽ đợi cậu ở quán rượu này, xin phép dùng chén rượu nhạt để bày tỏ thịnh tình của mình. Chúng ta không gặp, không về nhé. Nói rồi, cùng hai gia nhân rời khỏi quán. Sáng sớm hôm sau, đúng giờ hẹn, Mẫu Giáp gặp Mẫu Ất tại quán rượu. Khi Mẫu Giáp đang định mang rượu tới cảm tạ, thì Mẫu Ất đã lên tiếng: là đệ phải cảm ơn huynh mới phải. May mà hôm qua huynh làm mất chiếc túi da nên đệ mới giữ được cái mạng này của mình. Chuyện là chiếc thuyền mà hôm qua đệ định đáp để về nhà đã bị sóng đánh lật, khiến tất cả hành khách trên thuyền không ai sống sót. Bởi Mẫu Ất nhất tâm hành thiện nên không những anh có thể giải oan cho Mẫu Giáp mà còn vô tình giúp bản thân thoát khỏi tai ương. Mọi người trong quán sau khi nghe được câu chuyện của hai người đều thấy thần kỳ và tấm tắc khen ngợi. Sau đó ai nấy đều mang rượu tới chúc mừng cả hai người. Ông chủ của Mẫu Giáp sau khi chứng kiến được sự thành tín ấy, trong lòng càng bội phục hơn. Ông biết rằng cả hai đều là người có phẩm chất đạo đức cao thượng, đáng được tin cậy giao phó, nên quyết định cho Mẫu Giáp làm quản lý sổ sách của cửa hàng, đồng thời còn mời Mẫu Ất hỗ trợ mình quản lý việc buôn bán và ngỏ ý muốn gả con gái cho chàng trai hiền đức này. Quả thực, vận mệnh của mỗi người, dẫu đã có an bài, thì kết cục cuối cùng vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân chúng ta. Nếu ban đầu Mẫu Ất nảy lòng tham lấy chiếc túi da, cho rằng thần không biết quỷ không hay, rồi lên thuyền trở về quê như kế hoạch, thì có lẽ anh đã cùng chung số phận với những hành khách trên thuyền. Nhưng với sự lương thiện chân thật của mình, Mẫu Ất đã cải biến vận mệnh, công thành danh toại, lại tìm được ý trung nhân của đời mình. Thiện ác xuất từ một niệm và sẽ đưa tới những kết cục khác nhau. Từ xưa tới nay, nhân quả là điều công bằng nhất trong vũ trụ. Bất kể làm điều tốt hay xấu, cũng như thiếu nợ ai cái gì, tất sẽ có báo ứng và hoàn trả tương ứng. Cũng giống như người nông dân gieo trồng hạt giống, bạn gieo nhân nào sẽ được quả đó. Gieo thiện niệm, gặt được thiện niệm. Gieo thành thật, gặt được niềm tin. Gieo lòng tốt, gặt được thân tình. Hãy ghi nhớ 10 điều này nếu muốn có vận mệnh tốt. Thứ nhất, tha thứ để hạnh phúc đến gần ta hơn. Con người từ khi sinh ra đến khi về già và ngay cả lúc cận kề sinh tử, chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu là thị phi, oan ức, những khúc mắc giữa các mối quan hệ vợ chồng, con cái, bạn bè, người thân và cả những người xa lạ. Có nhiều người vì hận người chồng mình vì ông ta lỡ sai lầm một lần mà ôm hận cả đời, đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Có người vì bị người khác gièm pha, nói xấu hay tranh quyền đoạt lợi mà nỗi oán ghét kẻ đó cứ chất chứa trong lòng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp vì kẻ khác có lỗi với ta nên ta mới sanh tâm phiền trách. Nhưng nếu có thể, chúng ta hãy tập tha thứ. Thứ hai, hạnh phúc không có nghĩa là dẫm đạp lên người khác. Hạnh phúc không phải là vơ vào cho mình thật nhiều, mà ngược lại, bạn nên ban tặng, san sẻ những gì mình có cho người khác. Đó mới là hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc, tất vận mệnh sẽ tươi đẹp. Thứ ba, đừng so sánh bản thân với người khác. Trong cuộc sống, đừng so sánh bản thân với người khác, cũng đừng có ước ao được như họ. Ai cũng có những ưu điểm riêng của bản thân mình. Ai cũng có nỗi khổ riêng mà người khác không biết. Một khi so sánh, người ta thường hay lấy điểm yếu của bản thân để so sánh với điểm mạnh của đối phương. Từ đó sinh ra chán ghét. Điều đó chỉ làm tổn hại chính tâm thái của bản thân mình mà thôi. Thứ tư,
yêu thương, trân quý bản thân nhiều hơn. Chỉ có yêu thương, trân quý bản thân mình mới có năng lượng để yêu thương, trân quý người khác. Nếu có đủ năng lực, hãy thường xuyên giúp đỡ người khác. Như vậy, bạn sẽ nhận được niềm vui. Có nhiều niềm vui là cách giảm sức ép của cuộc sống. Thứ năm, dục vọng không cần quá cao. Dục vọng không nên quá cao, bởi một khi nó không được sự thỏa mãn thì sẽ gây ra những bức bối, tâm thái sẽ mất đi sự cân bằng. Thứ sáu, suy tính ganh đua không thể quá nặng. Nếu một người cứ mãi mê suy tính ganh đua với người này người kia thì sẽ triệt tiêu sự khoái hoạt của cuộc đời. Ganh đua không chỉ đánh mất đi sự vui vẻ mà còn làm mất đi vận may của một đời người. Thứ bảy, phải học được cách quên. Đừng canh cánh trong lòng những chuyện quá khứ không đáng nhớ. Những chuyện quá khứ là những chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi được. Hãy để nó qua đi, như vậy mới có thể giảm thiểu được rất nhiều sự phiền não, trong lòng mới có thể nhẹ nhàng, thoải mái. Thứ tám, biết thế nào là đủ. Chúng ta hay cho rằng mình khổ đau và kém may mắn vì chúng ta luôn tham lam và không biết thế nào là đủ cả. Người có lòng tham cầu càng nhiều thì nỗi khổ càng lớn. Con người cứ nhìn cuộc sống này bằng ánh mắt bi quan tiêu cực mà không nhìn lại những gì mà chúng ta đang có. Việc ham mê và cầu toàn quá chỉ khiến bản thân thêm bất hạnh mà thôi. Thứ chín, đừng nói lời tổn thương người khác. Đừng tạo khẩu nghiệp, đừng nói những lời tổn thương người khác, ắt có ngày nhận quả báo cho mình. Thứ mười, dụng tâm đối mặt. Chỉ có dùng thật tâm, dùng tình yêu thương, dùng nhân cách để đối mặt với cuộc sống thì cuộc sống của bạn mới trở nên đặc sắc hơn. Mỗi ngày cần bảo trì một tâm thái vui vẻ, lạc quan. Nếu như gặp những sự tình phiền lòng, hãy học cách vỗ về chính mình. Tấm lòng rộng mở sẽ khiến bạn mạnh mẽ, tự tin hơn để vượt qua. Muốn có một tâm thái tốt, hãy dùng lòng biết ơn để nhìn thế giới, dùng trái tim để nhìn thế giới. Không tính toán được mất, cảm động trước hết thảy việc làm của người khác. Khi ấy, vận mệnh của bạn nhất định cũng trở nên tốt hơn. Có một thầy phong thủy chuyên xem mộ phần nhà cửa cho nhiều người, kết quả rất chính xác. Sau khi mọi người tới xem và điều chỉnh phong thủy như lời ông thì gia đình đều trở nên phú quý. Tuy nhiên, con cháu ông ngược lại đều không có một ai giàu có, cũng không có ai làm quan. Một ngày nọ, người con trai hỏi ông: "Thưa cha, cha là một thầy phong thủy nổi tiếng, vậy mà nhà ta lại không có một ai làm quan. Sao cha không tìm cách điều chỉnh một chút để nhà ta trở nên giàu có và cũng có thể xông pha chốn quan trường?" Thầy phong thủy nói: "Ta có thể làm được, tuy nhiên cần các con làm theo lời ta dặn. Trưa mai là ngày giờ tốt, ba anh em con hãy ra mộ của ông nội để làm lễ, sau đó chôn trấn vật mà cha đã gói cẩn thận này ở hướng Tây Bắc. Vài năm sau, nhà ta sẽ có người làm quan. Tuy nhiên sau khi chôn, không được nói một lời xui xẻo nào mà phải đi thẳng về nhà." Trưa hôm sau, ba người con của thầy phong thủy đi ra mộ và làm theo đúng những gì cha dặn. Trên đường về, bỗng nhiên gặp một người ăn mày. Người ăn mày nói với họ: "Cho tôi xin chút gì ăn, hay cho tôi xin chút tiền đi." Người anh cả liền đá cho người ăn mày một cái và nói: "Thật xui xẻo, lại gặp phải một kẻ ăn xin." Khi ba người con về tới nhà, vị thầy phong thủy hỏi dồn: "Trên đường các con đã gặp ai? Chắc chắn các con đã nói lời xui xẻo phải không?" Ba anh em nọ chỉ biết thừa nhận, suy gẫm hồi lâu, vị thầy phong thủy nói với các con: "Là các con không có mệnh làm quan,
Cho dù cha có tinh thông thuật số phong thủy tới đâu cũng không thể làm trái ý trời. Người ăn mày mà các con vừa gặp khi nãy chính là linh hồn của ông nội các con. Các con đối đãi với tổ tiên như vậy, làm sao có phúc phần để làm quan được? Lại có một câu chuyện xảy ra vào thời nhà Minh. Một gia đình nọ không may gia cảnh sa sút khó khăn, dù vậy vẫn luôn giúp đỡ những người lang thang cơ nhỡ tới xin ăn. Một ngày nọ, có một người nhà quê vì bị lục lội phải tha hương từ phương Nam tới phương Bắc. Khi đi qua nhà nọ, bèn tới gõ cửa xin chút lương khô. Nhìn bộ dạng tội nghiệp, đói khát của người ăn mày, bà chủ nhà liền mang cho ông ta hai chiếc bánh ngô. Sau khi ăn xong, người ăn mày vô cùng cảm động trước tấm lòng của chủ nhà, liền thú nhận với bà rằng ông ta vốn là thầy phong thủy, chẳng may ra cơ lỡ vận, không có gì để báo đáp tấm lòng của gia chủ. Ông ta xin phép bói cho gia chủ một quẻ để tìm một khu đất tốt đặt mộ phần. Bà chủ nhà nghe thấy vậy vô cùng vui mừng, liền nhờ ông ta tìm cho một khu đất có phong thủy tốt để đặt mộ. Vị thầy phong thủy nói, sau khi cha mẹ già của bà chủ nhà qua đời nên táng tại mảnh đất ở chỗ này. Nguyên nhân bởi nơi đây phong thủy tốt, trước có am sơn, sau dựa vào núi, trái có thanh long, phải có bạch hổ, phía trước lại có hồ nước nên đây là mảnh đất rất quý. Người chủ nhà nghe xong vô cùng cảm kích, còn vị thầy phong thủy phán xong những lời ấy thì xin phép cáo từ. Tuy nhiên, khi xem đất cho gia chủ, ông thầy phong thủy nọ vẫn mang một tâm không tốt. Chính là khi điểm vào huyệt này và đặt mộ phần nơi đây, 10 năm sau, gia đình của chủ nhà sẽ trở nên phú quý. Ông ta tin rằng lúc đó nhất định mình sẽ được báo đáp. Một vài năm sau, cụ bà trong gia đình chủ nhà qua đời. Nữ chủ nhà theo đúng lời thầy phong thủy đã dặn, đặt mộ phần ở vùng đất có phong thủy trù phú đó. Quả nhiên 10 năm sau, con trai của họ thi đỗ trạng nguyên, được phân làm quan phụ mẫu của một huyện, gia đình cũng trở nên giàu có, thoát khỏi cảnh bần hàn xưa kia. Thầy phong thủy bấm đốt ngón tay, tính toán biết được đây là lúc tới đòi tiền tài, liền tức tốc lên đường. Trong lòng ông ta nghĩ, gia chủ là người rất thiện lương, sau khi phát tài nhất định sẽ không quên ơn mình. Khi vị nữ chủ nhà vừa nhìn thấy thầy phong thủy thì vui mừng, xen lẫn ngạc nhiên, rồi ôn tồn nói với ông ta. Chào thầy, thầy có còn nhớ tôi không? Tôi chính là người được thầy xem vị trí đặt mộ của người nhà ngày trước. Hôm nay lại được gặp ông rồi. Nhờ đại ân nhân xem vị trí đặt mộ cho người nhà mà con tôi đỗ trạng nguyên và làm quan phụ mẫu ở một huyện rồi. Tôi muốn cảm ơn ông đợi tôi một chút nhé. Sau đó, bà ta chạy vào nhà lấy 10.000 lạng bạc để tạ ơn thầy phong thủy. Nhưng vị thầy phong thủy lại vô cùng tức giận, chê món tiền ấy quá nhỏ. Kỳ thực, 10.000 lạng bạc thời bấy giờ có thể giúp gia đình ông ta sống đủ thoải mái mấy đời. Nhưng với lòng tham không đáy của mình, ông thậm chí muốn đền ơn 500.000 lượng vàng. 500.000 lượng vàng là 1/5 quốc khố của triều Minh lúc bấy giờ. Vị thầy phong thủy tin rằng con trai của bà chủ có đủ năng lực kiếm được nhiều tiền như vậy để báo đáp ông ta. Kết quả lại không như ông ta mong muốn. Bà chủ nhà chỉ đưa cho ông có chút đỉnh, không đáng là bao như vậy. Lại nói về gia đình nữ gia chủ, vốn sống thiện lương, con trai cũng là một vị quan thanh liêm. Tiền bạc được quốc gia cấp phát, đa phần đều dùng để giúp đỡ bách tính, hoặc dùng để khắc phục thiên tai, hỏa hoạn, nên ngoài bổng lộc được vua ban theo quy định, thì không có một khoản thu nhập nào khác cả.
Giờ đây, 10.000 lượng bạc mang biếu cho thầy phong thủy đã là một nửa số tài sản vốn có trong gia đình bà. Tuy nhiên, vị thầy phong thủy không hiểu rõ sự tình, cho rằng gia đình này keo kiệt, không muốn cho ông ta thêm chút tiền. Càng nghĩ, lại càng tức giận, vị thầy phong thủy ngày đêm tìm cách để hại gia chủ nọ. Vào một đêm nọ, ông chạy tới mộ phần của nhà nữ gia chủ, chôn một ít thủy ngân và đồng, những thứ kim loại mà đạo gia dùng trong luyện đan dược. Bởi ông ta cũng là một thầy phong thủy giỏi, nên hiểu rằng chỉ cần chôn những thứ này thì trong vòng không đầy nửa năm, vị trạng nguyên kia sẽ bị triều đình bãi chức quan. Trong lòng ông ta nghĩ thầm, nếu ngươi đã tiếc rẻ, không muốn chi cho ta thêm chút tiền như vậy, lần này ta sẽ trừng trị các ngươi một lần. Ông ta liền chôn một chút kim loại bằng đầu móng tay bên cạnh mộ người nhà của vị gia chủ. Chỉ cần hai loại kim loại này chôn cách bia mộ một tấc, thời sau của gia tộc này đều sẽ gặp xui xẻo. Kết quả là sau thời gian nửa năm, vị trạng nguyên kia không những không xảy ra chuyện, mà ngược lại ngày càng thăng quan tiến chức. Vốn chỉ là một vị quan phụ mẫu ở địa phương, sau này ông còn được phong làm quan văn tam phẩm trong kinh thành, còn vị nữ gia chủ được phong làm phu nhân. Vị thầy phong thủy thấy vô cùng buồn bực, không hiểu rốt cuộc tại sao lại có chuyện như vậy, liền tự vấn. Đây là chuyện gì nhỉ? Không thể nào như thế được. Trình độ của mình cao siêu như vậy, sao bày binh bố trận đến thế mà lại không linh? Sau đó, một đêm nọ, ông ta lại lén tìm tới ngôi mộ của vị gia chủ nọ để điều tra. Cuối cùng, phát hiện ra những kim loại mà mình chôn dưới mộ kia đều biến mất. Nhìn thấy hiện trạng như thế, ông ta cảm thấy đầu óc rất mơ hồ. Rõ ràng, lúc chôn những đồ kia không hề có ai biết. Hơn nữa, xung quanh rõ ràng cũng không có dấu tích bị đào bới. Càng nghĩ, ông càng không hiểu điều này rốt cuộc là gì. Cuối cùng, ông ta vì chuyện này buồn bực mà qua đời. Trong lúc lâm chung, ông ta bỗng dưng nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Chính là vào lúc ông đang chôn những đồ kim loại cạnh mộ phần gia chủ nọ, thì bên cạnh có một vị quan thổ địa đang đứng nhìn. Bởi vì mẹ con vị gia chủ kia đều rất tôn kính, thường xuyên nhang khói, đốt tiền vàng cho thổ địa, nên ông ta vô cùng vui vẻ. Bởi vậy, vị quan thổ địa thường xuyên bảo hộ, chăm sóc, giúp gia đình họ được bình an. Ở nơi đặt mộ phần của người nhà vị gia chủ cũng có quan thổ công coi giữ. Khi nhìn thấy hành động mờ ám xấu xa của vị thầy phong thủy, quan thổ địa vô cùng tức giận, liền thu hồi lại những kim loại và làm chúng biến mất. Trong phút cận kề cái chết, thầy phong thủy hiểu ra một đạo lý. Hóa ra người tốt sẽ tự nhiên có thiên tướng, có thần linh giúp đỡ. Trước khi thầy phong thủy qua đời, vị quan thổ địa nọ còn nói với ông ta một câu: người tích đức hành thiện sẽ tự có trời giúp đỡ, ông có làm chuyện xấu đi nữa cũng không có tác dụng. Nghe xong câu nói này, vị thầy phong thủy ngã nhào xuống đất mà qua đời. Trong hai câu chuyện trên, một người nếu muốn thông qua phong thủy để thay đổi vận mệnh, giúp gia tộc mình trở nên hưng thịnh, một người muốn thông qua phong thủy để làm tổn hại tới vận mệnh của người khác, tùy mục đích khác nhau nhưng kết quả đều là không đạt được như ước nguyện. Quả thực, sức mạnh của luật nhân quả lớn hơn sức mạnh của phong thủy gấp nhiều lần. Mọi chuyện đều nên thuận theo thiên lý, vạn sự đều có nhân duyên, trước có nhân, sau có quả. Con người muốn thay đổi vận mệnh là điều không thể được. Cổ nhân nói, người không có phúc đức, cưỡng ép cư trú ở nơi phúc địa sẽ gieo mầm tai ương, cũng sẽ làm mất đi vận may của mình. Cách cải biến phong thủy, số mệnh của mình tốt nhất chính là tích đức hành thiện. Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà lại nhắm mắt làm. Trong kinh dịch có câu, tích thiện chi gia,
tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Nghĩa là nhà tích chứa nhiều điều thiện, ắt sẽ có thêm niềm vui, nhà tích chứa điều ác, ắt sẽ có tai ương. Có thể gieo nhân tích đức hành thiện thì lo gì không thể nở ra quả phúc báo. Một nhân cách đẹp chính là vòng nguyệt quế và sự vinh diệu trong kiếp người. Nó còn có uy lực và bền lâu hơn cả tiền tài quyền thế. Phú quý, uy quyền có thể mất đi trong chớp mắt, nhưng một nhân cách đẹp lại khiến con người giàu sang suốt cả một đời. Nhân phẩm tốt thì vận mệnh hanh thông. Nhân phẩm là nền tảng, nhân phẩm là nền tảng. Mọi vinh hoa phú quý đều có được từ nền tảng nhân cách con người. Nếu nhân cách không đạt thì nền tảng không thể gây dựng được tốt, dẫu có thành tựu bao nhiêu thì cũng đổ vỡ trong một ngày không xa. Nhân phẩm tốt có thể bù đắp lại sự thiếu hụt về trí tuệ, nhưng tài vận vĩnh viễn không thể bù đắp được thiếu sót trong nhân cách. Làm người phải có một nhân phẩm tốt, khi đối đãi với người khác thì lấy đức làm đầu, khi hành sự lại lấy chân thành làm đầu. Tu là cầu bình an hay sửa đổi xấu thành tốt? Trong giới Phật tử chúng ta ngày nay, đa số không hiểu rõ ý nghĩa chữ tu, nên ứng dụng sai lầm một cách đáng thương. Khi đến chùa xin quy y, họ thầm nghĩ, từ đây về sau, được Phật hộ độ cho mình khỏe mạnh, gia đình mình an ổn, mọi mong cầu được như ý, khi chết, được Phật rước về cõi Phật. Chứ họ không hiểu rằng, kể từ ngày quy y Tam Bảo là tự mình quyết tâm chừa bỏ những thói hư tật xấu, mình quyết thắng mọi tâm niệm, hành động đê hèn ác độc của mình, và mình cố gắng tạo dựng đầy đủ phước lành để chết được sanh về cõi Phật. Họ đinh ninh trong lòng, tu là nương tựa Tam Bảo, là gian sinh với Phật, là thỏa mãn mọi mong cầu, là an lành suốt cuộc đời, nên trở thành yếu hèn, ỷ lại, mất hết ý nghĩa chữ tu. Bởi bản chất con người hầu hết là yếu hèn, sợ hãi, tham lam, nên bước chân vào đường tu, họ thích ỷ lại, gian sinh và mong cầu. Do đó là biến thái tinh thần tu hành của người Phật tử. Yếu hèn phát xuất từ tư tưởng yếu hèn, nên khi quy y Tam Bảo, Phật tử này chỉ một bề trông cậy gửi gắm đời sống của mình và gia đình mình cho Phật. Mọi việc đều nhờ Phật hộ độ cho. Khi sống được bình an, lúc chết được Phật rước về cõi Phật. Với tâm niệm này, Phật tử cứ tưởng tu là thường đi chùa lễ Phật, thường cúng dường, thường cầu nguyện là tròn bổn phận người tu. Những người này cung kính Phật như một vị thần hộ mạng, tưởng như Phật đủ quyền năng bảo hộ cho bản thân và gia đình họ suốt đời. Vì thế, khi bản thân hay gia đình xảy ra tai ách gì, họ tha thiết chí thành cầu Phật gia hộ cho tai qua nạn khỏi. Nếu cầu nguyện Phật không được kết quả, nghe ở đâu có cầu đồng hay bà bóng giỏi hoặc ông thần nào linh thiêng cầu gì cũng được như nguyện, họ liền mang hương đèn đến đó cầu xin. Bởi đến với Phật bằng tâm ý lại, trông cậy, nên khi trông cậy không được toại nguyện thì họ bước sang nơi khác một cách dễ dàng. Sợ hãi. Khi gặp tai nạn, người ta không biết tìm nơi nào ẩn náu cho được an ổn. Nghe ai giới thiệu quy y với Phật sẽ được bình an, họ liền đến xin quy y Tam Bảo. Họ cứ nghĩ quy y Phật sẽ được Phật che chở, cứu độ cho qua hết tai nạn. Vì thế, họ chỉ biết tu là gian sinh, cầu khẩn, chí thành khấn giái là tu. Mỗi đêm, họ thắp hương lễ Phật, cầu nguyện Phật gia hộ cho họ được mọi thứ an bình. Trong gia đình, khi có người bệnh hoặc xảy ra tai nạn, họ thắp hương quỳ trước bàn Phật, tha thiết gian sinh Phật, cứu bệnh, giải ách. Nếu gian sinh được kết quả tốt, họ tăng trưởng lòng tin Tam Bảo. Bằng trái lại, họ mất lòng tin Phật, vì Phật không linh ứng như sở cầu. Được nghe nơi nào linh thiêng, xin gì được nấy, họ liền từ giả đạo Phật để sang nơi ấy cầu xin. Do họ đến với Phật bằng tâm niệm sợ hãi,
nên đời tu của họ chỉ cầu được bình an. Nếu không được bình an, họ sẽ chạy tìm nơi khác để ẩn nấp. Tham lam. Do lòng tham sâu đậm, nên khi quy y Phật, họ vẫn bộn bề mong cầu cho thỏa mãn lòng tham. Đến chùa không phải để học đạo tu hành mà để cầu sinh. Chỉ cần cúng Phật một bó nhang, một dĩa quả, họ lại xin Phật đến trăm ngàn thứ. Nào là xin Phật cho gia đình bình an, xin cho con cái thi đậu, xin cho làm ăn phát tài, xin cho tai qua nạn khỏi, xin cho thân nhân quá cố được siêu sinh tịnh độ, vân vân và vân vân. Họ chi ra cúng Phật quá ít, mà họ xin lại quá nhiều. Nếu xin được như ý, thì họ tinh tấn đi chùa. Còn xin không được, thì họ tìm chỗ nào linh thiêng hơn để đến cầu xin cho thỏa mãn. Bởi những người Phật tử như thế đến với chùa, nên trong chùa mới có xin xăm, bói quẻ, cúng sao, cúng hạn, coi ngày lành, ngày dữ để thỏa mãn đòi hỏi của họ. Mặc dù gần đây Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi dẹp bỏ mê tín dị đoan, song thói quen của những Phật tử này vẫn chưa bỏ được. Nguyên nhân Phật giáo suy đồi phần lớn do những vị này mà ra. Là Phật tử mà họ không tin nhân quả, không hiểu Phật là gì, không biết tu như thế nào, làm sao không tạo thành những điều kiện u tối cho Phật giáo. Đây là những tệ nạn do các Phật tử quan niệm tu Phật để cầu được bình an. Nếu người hiểu rõ tu là sửa đổi xấu xa thành hay tốt, thì không có quan niệm như trên. Mục đích họ đến quy y Tam Bảo, cốt nương chánh pháp để tu hành, trừ sạch bệnh tham, sân, si, phiền não của mình. Phật thường dạy, Ngài theo bệnh cho thuốc để trừ bệnh khổ cho chúng sanh. Nơi nội tâm chúng ta có bệnh gì thì Phật có thứ thuốc ấy để trị lành bệnh. Cho nên nói, chúng sanh có vô lượng phiền não, Phật có vô lượng pháp môn. Vì thế, tu là dùng Phật pháp chuyển hóa tâm điểm sai lầm, xấu xa, tội ác của chúng ta. Biết vậy thì tu là phải học hỏi giáo pháp và ứng dụng giáo pháp để trị lành những tâm bệnh của mình. Học hỏi giáo pháp là mở sáng con mắt trí tuệ, là đi lần trên con đường giác ngộ, tức là tu theo đạo Phật. Vì Phật là con người giác ngộ, đạo Phật là con đường tiến đến giác ngộ. Mọi khổ đau của chúng sinh do si mê tạo nên. Muốn giải thoát khổ đau là phải giác ngộ. Tuy nhiên giác ngộ mức độ cao thấp khác nhau. Tuy đó mà con người được bớt khổ hay hết khổ. Học hỏi giáo pháp là học Phật. Ứng dụng giáo pháp để tu hành là tu Phật. Với tinh thần tu học này, chúng ta không tìm đâu thấy có ỷ lại, gian sinh, cầu cúng, mà thấy mỗi người trang bị sẵn ngọn đuốc trí tuệ của mình để mồi với ngọn đuốc chánh pháp của Phật. Những người này không có yếu hèn, sợ hãi, tham lam, mà lòng cương quyết, can đảm, kiên trì, tự nỗ lực tu hành cho đến ngày giải thoát. Tham sân si là mục tiêu họ phải chiến đấu đến bao giờ tiêu diệt hết mới thôi. Bởi vậy, một bước tiến tu là một niềm an lạc. Càng tu, khổ đau càng tan rã, như tuyết giá tan rã khi ánh mặt trời lên. Tiến tu như thế, có lý do gì thối tâm bỏ đạo? Có duyên cớ nào phải lùi bước đi theo đường tà? Được nhiều người tin Phật, chưa hẳn Phật giáo đã thịnh. Nếu tin theo lối ỷ lại, gian sinh, cầu cúng, dù có bao nhiêu triệu người, Phật giáo vẫn bị chìm trong u tối. Vì mê tín thì không giác, không giác thì có dính dáng gì với đạo Phật? Chúng ta thực tâm tu theo đạo Phật thì cố mở sáng con mắt trí tuệ, nhận chân những sự thật qua lời dạy của Đức Phật. Như Phật dạy, các pháp là vô thường. Chúng ta phải chiêm nghiệm lý này cho tường tận. Thấu suốt tường tận, chúng ta mới nếm được pháp vị vô thường của Phật ban cho. Đạo lý nhân quả là nền tảng của Phật giáo. Nếu chúng ta không suy tư cho thấu đáo, thì lòng chánh tín khó phát sinh. Phật dạy, tin nhân quả là chánh tín. Nếu chúng ta không chịu khó
ra đi soát lại kỹ càng thì làm sao đủ lòng tin nhân quả? Bởi không tin nhân quả, chúng ta dễ sanh yếu hèn, sợ hãi, gian sinh, rơi vào đường mê tín. Lý nhân duyên là chân lý của muôn pháp. Nếu không nghiền ngẫm thật chín chắn, thật nhuần nhuyễn, chúng ta không thể hiểu nổi chỗ thâm áo của nó. Đã không hiểu lý nhân duyên, chúng ta làm sao thấy được chỗ cao siêu của Phật giáo mà sanh lòng tin kính? Muốn hưởng được pháp gì một cách thấm thía, nồng nàn, người Phật tử phải tận lực suy tư, nghiền ngẫm chánh pháp thật tường tận, tinh vi. Như muốn thưởng thức hương vị của thức ăn thật đầy đủ, người ta phải nhai thật nhuyễn những thức ăn ấy. Đồng thời Phật tử phải ứng dụng triệt để chánh pháp trong cuộc sống hàng ngày. Mọi người ai cũng thừa nhận nơi nội tâm của mình đã sẵn có tính lương thiện và tính tội ác. Tội ác là nhân khổ đau cho mình và cho người, đời này và đời sau. Nó làm cho con người trở thành hèn hạ xấu xa. Lương thiện là nhân an vui cho mình và cho người, đời này và nhiều đời khác. Nó gây dựng cho con người trở thành bậc hiền thánh. Nếu muốn hết khổ được vui, chúng ta phải dẹp bỏ tính tội ác, nuôi dưỡng tính lương thiện, chính đây là tu. Tu là điều kiện tất yếu của mọi người, không riêng ai và giới nào. Nếu là người muốn hết khổ được vui và cố vươn lên bậc hiền thánh, ước mong các Phật tử tự kiểm điểm lại xem mình thuộc hạng nào trong hai hạng trên. Nếu là hạng đến với Phật để cầu bình an thì nên chuyển hướng can đảm vươn lên để thành Phật tử chân chánh, không thối chuyển trên đường đạo. Nếu là hạng đến với Phật để sửa đổi xấu thành tốt thì cố gắng hơn nữa để mọi xấu xa đều dứt sạch, mọi khổ đau đều tan biến, tự tại tiến thẳng trên đường giác ngộ. Toàn thể Phật tử đều là người chánh tín, biết ứng dụng chánh pháp, chuyển hóa ba nghiệp của mình trở thành con người thuần thiện, thì Phật giáo mới thực sự là ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng sinh ra khỏi đêm tối vô minh. Nguồn gốc mê tín. Mê tín là cái bệnh những nhà trí thức đều chê trách. Chánh quyền cũng chủ trương dẹp trừ mê tín. Thế mà bệnh mê tín mỗi ngày mỗi tăng, càng lúc càng lan rộng. Thậm chí có những nước tự cho mình là văn minh nhất thế giới mà dân chúng trong nước ấy vẫn còn mê tín. Đó là tại sao? Trước tiên chúng ta phải biết mê tín là thế nào. Mê tín là lòng tin mù quáng, không thấy lẽ thật, không đúng chân lý. Đơn cử một số thí dụ để chúng ta biết rõ. Như tin ông đồng bà cốt, tin sinh sâm bói quẻ, tin ngày lành ngày dữ, tin số mạng sang hèn, tin coi tài xem tướng, tin cúng sao cúng hạn, tin thầy bùa thầy chú, tin cầu cúng tai qua nạn khỏi, vân vân. Những lối tin này không có lý luận, không đủ bằng chứng, không có lợi ích, nên gọi là mê tín. Nguồn gốc mê tín. Mê tín không phải là sự ngẫu nhiên phát sanh, mà có nguồn gốc phát xuất cụ thể. Có hai thứ nguồn gốc mê tín. Một, mê tín do tâm mong cầu. Con người khi mong cầu một điều gì mà quá khả năng mình thì dễ sinh mê tín. Dĩ nhiên có người muốn vay một số vốn lớn làm ăn, không biết việc làm ăn này kết quả tốt hay xấu, tự nhiên lòng họ thấy băn khoăn lo lắng, không biết hỏi ai, tin ai. Nghe nói ông đồng bà cốt nào đó linh ứng, nói quá khứ vị lai rất trúng, họ liền muốn tìm tới hỏi han. Chỉ tốn tiền quẻ có 500-700 mà biết được việc làm ăn của mình thành công hay thất bại thì an ổn biết mấy. Hoặc trên đường công danh có những học sinh, sinh viên sắp đến kỳ thi cử, lo âu thân phận mình không biết thi đậu hay rớt. Nghe đồn lăng này miếu kia linh hiển, xin xăm bói quẻ sẽ báo đúng những điều sắp đến. Các cô các cậu không đủ lòng tin vào khả năng học hành của mình, nhất định đi đến lễ bái xin xăm để hỏi thăm thần thánh xem thế nào. Hoặc có những người muốn ra ứng cử chức này ghế nọ mà không biết số phận của mình là đỏ hay đen, lòng họ bồn chồn bất an. Có người giới thiệu ông A
đổ số tử vi rất hay. Xem số biết dân mạng người đúng 100%. Ông ta ngại gì không đến đó để xem thử mình có số công danh hay không. Còn lắm trường hợp tương tự như thế, không thể kể hết. Đại để chỉ vì mong cầu mà không tin sức mình nên sinh ra mê tín. 2. Mê tín do tâm sợ hãi. Sợ hãi là gốc sinh ra mọi mê tín. Một gia đình nọ tiếp tục xảy ra đôi ba người chết bất đắc kỳ tử. Những người còn lại đâm ra hoảng hốt. Nghe đầu có thầy bùa hay, thầy chú giỏi, liền đi rước về ếm đối để mình khỏi bị chết trùng. Chính vì sợ hãi mà những người này sinh mê tín. Có những người bị tai nạn dồn dập, vừa té xe bị thương là bị người giật nợ. Con trai thì rớt, con gái bị bệnh, mất bình tĩnh. Nghe ông đồng này hay bà cốt kia giỏi, họ liền tìm đến để cầu cứu hộ, xin phép lạ về để trừ tai ách. Là có người sắp làm điều mạo hiểm, lo sợ không biết có thể vượt qua mọi nguy hiểm được chăng. Họ vào am, vào miếu để thưa hỏi thần linh bằng cách rút sâm bói quẻ. Nếu rút được sâm tốt, quẻ lành thì họ mới mạnh dạn xông pha. Có những người mắc phải bệnh nan y, họ buồn khổ sợ chết. Nghe bất cứ nơi đâu có sự linh thiêng mộng nhiệm, họ đều đi đến để xin thuốc cầu bùa. Dù phải làm những điều quái dị, họ thảy đều chấp nhận, miễn sao lành bệnh là vui. Hoặc có người sợ giận xui hàng xấu nên đầu năm đến chùa cúng sao cúng hạn, cầu cho trọn năm cuộc sống được hanh thông, gia đình được an vui may mắn. Hoặc có những người vì thương cha mẹ đã quá cố, sợ cha mẹ chết rơi vào địa ngục chịu đói khổ nhọc nhằn, họ bèn nhờ thầy cúng dán lầu kho xe cộ giấy tiền vàng bạc lễ cúng đốt xuống cho cha mẹ được an hưởng nơi âm ti. Mọi sự sợ hãi đều là cội nguồn của mê tín. Là con người, có ai không mong cầu, không sợ hãi? Đã có hai thứ này thì nhất định sẽ rơi vào mê tín dị đoan. Khi chưa gặp việc, chúng ta chống đối mê tín. Nhưng gặp lúc có việc khắc khoải mong cầu, kinh hoàng sợ hãi, chúng ta cũng trở thành mê tín như ai. Dù là người có cấp bằng cao, có kiến thức rộng, nếu trong tâm có mong cầu sợ hãi, họ cũng sẽ rơi vào hố mê tín. Có những người đứng trước quần chúng thì miệt thị chê bai kẻ mê tín, xong về nhà gặp lúc gia cảnh rối nùi, bà xã vẫn đi bói quẻ xin xăm, hỏi quá khứ vị lai nơi ông đồng bạc khuất. Bởi con người mang sẵn tính tham lam, thói hèn nhát, nên khi muốn thỏa mãn sự mong cầu, muốn được bình an khi nguy hiểm, đều nảy sinh mê tín dị đoan. Thế nên mê tín dị đoan là bệnh bẩm sanh có sẵn nơi mọi con người. Muốn chữa lành bệnh này phải là bậc thánh y và thần dược mới mong điều trị được. 3. Pháp Phật dạy trị bệnh mê tín. Phật là bậc thánh y, pháp của Phật dạy là thần dược. Nếu ai tin nơi Phật, dùng thuốc Phật dạy trị bệnh mê tín chắc chắn sẽ được lành. Pháp Phật trị bệnh mê tín có hai thứ. Một, nhân quả. Nhân quả là sự thật, là lý đương nhiên mà người đời ít ai nghĩ đến. Bởi con người cố mong cầu cái quả mà không cân xứng với cái nhân, hoặc họ ước mơ nhặt được những cái quả ngoài tầm tay của họ, hoặc họ không có tâm tự tính nên làm việc gì cũng ngờ vực lọ. Đó là những lý do khiến họ đâm ra mê tín. Nếu con người tự biết rõ rằng mọi hậu quả nên hư tốt xấu, thành công thất bại đều do nguyên nhân hay dở đủ thiếu của con người tạo nên. Không có cái quả nào từ trên trời rơi xuống hoặc dưới đất bỗng dưng hiện lên, mà đều do trí sáng suốt và sức lao động cần cù của con người tạo ra. Chúng ta cứ tạo nhân tốt thật đầy đủ thì quả tốt nhất định đến. Dĩ nhiên chúng ta muốn có quả một cây cam mật, trước chúng ta phải chọn giống từ quả cam mật hoặc chiết cành từ cây cam mật. Kế đó chúng ta phải lựa chỗ đất màu mỡ ươm giống xuống,
rồi tưới nước bón phân đúng thời đúng lúc. Chăm sóc sâu bọ đừng cho phá hại. Sau này chúng ta sẽ thu hoạch được quả cam mật, không sai. Chúng ta khỏi phải mong cầu, khỏi phải trông đợi, mà quả sẽ thành tựu viên mãn theo sở nguyện của mình. Cũng thế, mọi sự nên hư thành bại trong đời mình không phải ngẫu nhiên mà đến, không phải từ ai ban cho, mà do những cái nhân chúng ta tạo từ trước. Khi nhân duyên đầy đủ thì quả thành. Không phải chúng ta cầu xin mà nó đến, không phải chúng ta xua đuổi mà nó đi. Một khi nhân đã thành thì quả phải chịu. Chúng ta cứ sợ tai ương đổ lên đầu chúng ta, mà lại không sợ những nhân xấu mình đã gieo từ trước. Chúng ta cầu thần khấn Phật ban bố phúc lành cho chúng ta, mà chúng ta không chịu ban ơn bố đức cho những người xung quanh mình. Những nhân xấu kết hợp thành quả xấu, những nhân tốt tụ hội thành quả tốt. Cầu mong quả tốt mà không chịu gieo nhân tốt, sợ hãi quả xấu mà không dừng tay tạo nhân xấu, sự mong cầu sợ hãi ấy chỉ là việc không đâu. Chi bằng chúng ta hằng ngày cứ tạo nhân lành, tránh nhân dữ, chả cần cầu mong sợ hãi chi vô ích. Song nhân quả không phải đơn thuần mà đa dạng. Chẳng phải chỉ do trực tiếp ở hiện tại, mà là gián tiếp của nhiều đời. Biết rõ nhân quả tự mình gây tạo, chúng ta can đảm nhận những quả khổ mà không chút sợ hãi buồn phiền. Mình làm chủ tạo nhân, chính mình làm chủ thọ quả. Còn cầu xin cái gì, cần hỏi han ai nữa? Chỉ mình sáng suốt khi tạo nhân, cần cù nuôi dưỡng bảo vệ cho nhân tăng trưởng, thì quả chín mọng sẽ đến tay mình một cách dễ dàng. Chúng ta tin chắc lý nhân quả như thế, mọi mê tín sẽ tan theo mây khói. Đấy là quyền con người sẽ nằm gọn trong bàn tay của chúng ta. 2. Ba cửa giải thoát, tam giải thoát môn. Ba cửa này là không, vô tướng, vô nguyện, vô tác. Đây là người tu Phật được trí tuệ thâm hậu, thấy thấu suốt con người và ngoại cảnh đúng như thật. Không là từ con người cho đến muôn vật đều do nhân duyên kết hợp thành, không có chủ thể nhất định. Bởi căn cứ trên lý nhân duyên, thấy vạn vật không có chủ thể nên nói là không. Từ một cái nhà cho đến cái bàn, cái ghế, cây bút chì, tìm thử cái gì là chủ thể của nó. Nếu có chủ thể thì không đợi duyên hợp, đợi duyên hợp mới có thì nhất định không có chủ thể. Đến con người chúng ta thử tìm xem cái gì là chủ thể của thân này. Như Phật dạy, thân này do tứ đại, đất, nước, gió, lửa hợp thành. Thiếu một trong bốn thứ thì thân phải hoại. Đã là bốn thứ thì thứ nào là chủ? Có một thứ làm chủ thì thiếu một thứ khác, tại sao nó không còn? Bốn thứ này lại thù địch chống đối nhau. Đem bốn đứa thù nhốt chung một chỗ thì có an ổn không? Chúng ta có bổn phận phải nuôi dưỡng điều hòa bốn kẻ thù này bằng cách chọn những thức ăn uống nào để quân bình chúng. Về tinh thần cũng thế, nội tâm chúng ta có mặt tốt, xấu, thiện, ác đủ thứ. Thử hỏi cái nào là chủ? Cho nên nói là đời sống của ta, mà thực sự cái gì là ta? Cái ta chỉ là tưởng tượng chứ không có thực thể. Từ lãnh vực không có thực thể nhìn sang lãnh vực vô tướng, thực hợp lý vô cùng. Bởi vì vạn vật không có thực thể nên không có tướng thật, vô tướng của nó. Cái mà chúng ta trông thấy, sờ mó được chỉ là giả tướng của duyên hợp mà thôi. Người vật chỉ là tướng hư giả. Đã là hư giả, chúng ta có mong cầu để được, sợ hãi khi mất hay không? Thế là tiến đến vô nguyện. Bởi thấy thân hư dối, mọi vật hư dối, chúng ta không còn tham sống sợ chết, không còn đam mê vàng ngọc. Đã thấy trên thế gian này không có cái gì đáng mong cầu, đáng sợ hãi, thì còn gì phải khấn nguyện, phải gian sinh, phải thưa hỏi các vị thần thánh. Dùng trí tuệ này dẹp tan mê tín như chế nước sôi trên băng. Ba cửa giải thoát này là đỉnh cao của trí tuệ. Thấy tận cùng bản chất con người, ngã và vạn vật, pháp.
chính do thấy rõ bản chất hư dối của chúng, nên gỡ bỏ mọi mê lầm cố chấp, mọi tham lam trói buộc, được tự tại an vui, gọi là giải thoát. Tóm lại, mê tín là một tệ nạn của xã hội. Nó tạo dựng những con người yếu hèn, mất tự tin, không sáng suốt. Muốn có một xã hội văn minh lành mạnh, chúng ta không thể nào chấp nhận nạn mê tín hoành hành. Huống nữa, trong giới Phật giáo chúng ta, đang kế thừa chánh pháp giác ngộ giải thoát của Đức Thế Tôn mà nuôi dưỡng chấp nhận mê tín được sao? Thế mà có nhiều tăng sĩ trụ trì, khi nghe Phật tử than làm ăn sa sút, liền bảo đến chùa thầy cầu nguyện cho. Nghe con cháu Phật tử sắp thi cử, bảo ghi tên để thầy cầu nguyện cho. Nghe Phật tử than gia đình xảy ra tai nạn, bảo đến chùa thầy cúng sao cúng hạn cho. Ôi thôi vô số chuyện, cái gì thầy cũng lãnh hết, lo hết và bao thầu hết. Đó là chúng ta đang truyền đăng tục diệp, hay chúng ta vùi tắt ngọn đuốc chánh pháp của Đức Như Lai? Tình thương sẽ không còn khi người ta cần ngon miệng. Tình thương là cái linh dược trị lành mọi bệnh khổ của chúng sanh. Vậy mà có người nở gian tay, bẻ cành chặt nhánh, khiến nó lụi tàn. Cũng may, nó còn sót lại vài cành già và đang nảy ít chồi non. Mong rằng nhân loại nhận thức được giá trị tuyệt vời của nó, ra công bảo vệ, dung tưới cho nó phát triển sum suê, thật là hạnh phúc vô vàn của nhân loại. Vô tình hay cố ý, chúng ta phá hoại cho cây linh dược tàn lụi đi. Đây là một mất mát lớn lao của nhân loại, không có gì bù đắp được. Chú Ba nhà ở gần chùa, chú nuôi một con gà mái, để được một đàn gà con. Đàn gà con mỗi con đều tròn trịa dễ thương. Sáng nào chú cũng hốt một nắm gạo ra đứng trước sân kêu túc túc. Gà mẹ dẫn đàn gà con chạy ùa ra vây quanh chú, mổ những hạt gạo do chú rải, chúng nuốt ngon lành. Chú nhìn đàn gà con có vẻ trìu mến. Có lẽ đàn gà con cũng nhìn chú là ông chủ quý kính đang yêu thương nuôi dưỡng chúng. Tình của chú Ba và đàn gà càng ngày càng sâu đậm hơn. Trải mấy tháng sau, đàn gà con đã lớn thành gà giò, gà vừa ăn thịt. Hôm nay nhà chú Ba có khách, cũng như mọi hôm. Sáng chú nắm gạo ra giữa sân đứng kêu túc túc. Đàn gà chạy lại bu quanh chú, vừa bỏ gạo cho chúng ăn, chú vừa chụp lấy một con. Con gà bị chụp la quảng lên, đàn gà còn lại chạy tứ tán. Tiếng là thất thanh của con gà không làm động tâm chú chút nào. Sau đó nó còn bị cột chân và cuối cùng lôi ra cắt cổ. Tiếng la cứu mạng và gắng sức dùng dậy đành đạch để thoát chết của con gà không làm sao lay chuyển được ý định của chú. Thế là xong một đời của con gà, để làm mồi ngon cho người chủ mến thương trước kia. Tình thương của chú Ba đối với đàn gà con chỉ có khi chưa cần làm thức ăn ngon miệng. Đến khi cần thịt gà làm thức ăn thì tình thương ấy liền biến đi như mây khói. Ở chùa có nuôi hai con chó, một con tên Tiểu Hỷ, một con tên Tu Tu. Sáng nào hai con cũng vật lộn nhau ành ạch ở trước sân. Hai đứa săn đuổi nhau, đè cắn cạp nhau một cách thân tình. Mỗi khi trông thấy hai đứa đùa giỡn nhau, tôi cũng vui lây. Dù là súc sinh, chúng cũng biết vui đùa, cũng biết thân yêu nhau như con người nào khác. Xong khi thằng Tiểu Hỷ được quý cô cho một tô cơm đang ăn ngon lành, thằng Tu Tu chạy đến gần. Thằng Tiểu Hỷ liền nhe răng hầm hừ, thằng Tu Tu đành lấm lét tránh xa. Ngược lại cũng thế, khi thằng Tu Tu đang ăn, thằng Tiểu Hỷ lại gần, cũng bị thằng Tu Tu nhe răng hầm hừ. Sau bữa ăn, chúng cũng vui vẻ chơi lại với nhau. Qua hình ảnh hai con chó, chúng ta thấy khi có món ngon, khi cần nó bụng mình, tình đồng loại không còn có mặt. Chúng có thương nhau không? Nếu không thương, tại sao lại liếm nhau một cách trìu mến, vật lộn nhau một cách thân tình? Thế mà chỉ cần có một cục xương,
một tô cơm, chúng liền đổi tình bạn trở thành địch thù. Tình người có thế không? Có một gia đình ở tỉnh xa đến quy y với chúng tôi. Thời gian sau, những đứa con khôn lớn, cha mẹ già yếu. Cha mẹ tương đối khá giả, nên làm di chúc chia của cho con. Trong di chúc không biết phân chia thế nào, vài đứa con chạy lên tìm tôi nhờ khuyên giải hộ cho cha mẹ chúng phân chia công bằng, đừng cho đứa nhiều đứa ít, khiến con cái thấy cha mẹ bất công không tốt. Tôi liền khuyên chúng nó: cha mẹ sinh ra con, nuôi dưỡng cho học hành đến lớn khôn, lập gia đình có đôi bạn rồi, công ơn cha mẹ không thể nào kể hết. Giả sử cha mẹ nghèo không có tiền của, thì con cái cũng phải làm ra tiền để nuôi dưỡng cha mẹ mới tròn bổn phận làm con. Huống là cha mẹ khá, con đã khỏi nuôi lại được chia của cho, dù được bao nhiêu cũng tốt, đòi hỏi thêm làm gì để phiền lòng cha mẹ. Tụi con thấy có lắm gia đình cha mẹ chết sớm, nhà nghèo, con cái cũng phải bươn chải để sống, vậy mà cũng có nhiều người lập nên sự nghiệp. Sánh với tụi con hiện nay quá tốt, cha mẹ còn sống lại được chia của, dù ít cũng hơn người ta quá nhiều rồi. Thôi, là con hiếu phải nghe lời cha mẹ, đừng phiền trách tổn phước. Chúng không bằng lòng thưa với tôi thế này: thà là không có gì hết, còn có mà chia đứa nhiều đứa ít là bất công, không chấp nhận được. Tôi đành im lặng. Chúng chào tôi ra về với vẻ còn bực tức. Không bao lâu, cha mẹ chúng đến thăm tôi. Nhưng khi thăm hỏi, tôi đem việc chia của cho con ra khuyên. Làm cha mẹ, hai đạo hữu phải xử sự với con cái cho công bằng. Nếu có của nhiều, chia cho chúng nhiều. Có ít, chia cho chúng ít. Đừng để đứa nhiều đứa ít, nó phân bì không tốt. Hai vợ chồng thương với tôi: bọn con của chúng con, đứa nào phá của thì chúng con chia ít, đứa nào biết giữ của thì chia nhiều, như vậy mới công bằng. Đến đây tôi hết ý kiến. Thời gian sau, tôi nghe những đứa con được chia của ít đã kiện cha mẹ chúng ra tòa. Tôi đành thở dài, cảm thấy mình bất lực, không đủ biện tài để giáo hóa đệ tử, thật đáng buồn. Song càng đau buồn hơn khi thấy con người khôn ngoan hơn con vật, vậy mà cũng vì sự ăn mặc, tài sản, đối với người thân trở thành kẻ thù. Thiết nghĩ, ai thân hơn anh em, ai tình thâm nghĩa nặng bằng cha mẹ, mà chỉ vì một chút ít tài sản, biến thân thành thù, đổi ân nghĩa thành đối địch. Thực tình, đời càng ngẫm, càng đau lòng biết mấy. Nhân loại trên hành tinh này có thật tình thương nhau không? Nếu quốc gia này với quốc gia khác giao hảo tốt đẹp với nhau, khi quốc gia này bị thiên tai bão lụt hoặc động đất, quốc gia kia liền gửi lương thực, thuốc men, tiền bạc sang giúp đỡ. Đến khi nào đó hai nước va chạm quyền lợi nhau, nếu dùng tài ngoại giao bàn luận mà không giải quyết xong, sẽ dùng đến quân đội vũ khí để sát phạt nhau. Người ta thương nhau chỉ khi nào không đụng chạm đến quyền lợi. Một khi đụng chạm đến quyền lợi, sẵn sàng sát phạt nhau. Bởi vậy, trên thế gian này, thân thù thay đổi khó lường. Tình thương của nhân loại bị giới hạn trong một phạm vi nhất định. Quá phạm vi đó, tình thương liền tan biến. Cho đến những người nhân danh mang tình thương đến cho nhân loại, song cũng bị hạn chế trong những điều kiện nhất định nào đó. Ngoài ra, nó có thể biến thành địch thù. Qua những dữ kiện trên, khiến chúng ta nghi ngờ tình thương con người có thật hay không? Hay nó chỉ có trên ngôn từ, ngoài cửa miệng? Đây là chỗ bi quan của những nhà đạo đức chân chánh, cũng là tiếng còi báo nguy của những người làm việc từ thiện xã hội. Với con mắt của Phật giáo, muốn nuôi dưỡng tình thương cho được sinh sôi nảy nở mãi và vượt ra ngoài phạm vi giới hạn, chúng ta phải dùng con mắt trí tuệ thấy rõ thân phận của con người. Sợ gì chúng ta khép chặt cửa tình thương là bị tham lam cuồng nộ, si mê thôi thúc che đậy. Một khi con mắt trí tuệ mở sáng rồi, thì ba con quỷ ác độc ấy bị yếu thế. Từ đó, cánh cửa tình thương chúng ta mới mở rộng thênh thang.
làm sao chúng ta mở sáng mắt trí tuệ? Chúng ta phải nhìn xem, phải xét kỹ đời sống con người sự thực như thế nào. Mạng sống của chúng ta được bao lâu? Trong khoảng thời gian sống của chúng ta có an ổn hoàn toàn không? Những người trước chúng ta và đồng thời với chúng ta có thực sự hạnh phúc không? Chỉ cần quan sát kỹ ba vấn đề này thì con mắt trí tuệ của chúng ta bừng sáng. Trước nhất, chúng ta quan sát mạng mình sống được bao lâu. Thực là không có gì bảo đảm và cố định hết. Chúng ta đang sống ở phút giây này là biết mình đang sống, qua phút giây khác chưa biết mình ra sao. Biết bao cái chết chóc đang chờ trực sẵn bên mình và trong người mình. Bước đi sẩy chân cũng có thể té chết, lái xe sơ ý cũng có thể đụng chết, ngồi phi cơ hỏng máy cũng bị rơi chết, một mạch máu não dở cũng chết, quả tim ngừng đập cũng chết, vân vân. Bởi thế Phật bảo mạng người sống trong hơi thở. Đã biết mạng sống mình là bất định, là vô thường, không có một tí gì bảo đảm, tại sao chúng ta không thương yêu nhau, đùm bọc nhau trong những giờ phút mà chúng ta còn được sống với nhau? Tham lam thù hận để làm gì? Để cho ai? Khi mạng sống của mình rất mỏng manh, rất tạm bợ, tại sao chúng ta không xí xóa cho nhau, không hòa thuận với nhau, để cho những phút giây sống này được an lành vui vẻ? Chính nhờ thấy rõ mạng sống của mình chợt còn chợt mất mà lòng tham lam thù hận tan biến dần, lòng thương nhân loại cùng chung số phận như mình càng rộng mở. Thứ đến, chúng ta quan sát xem, từ khi mở mắt chào đời đến giây phút chúng ta hiện sống này, toàn khoảng thời gian đó, đời sống của chúng ta có hoàn toàn an ổn không? Chắc chắn ai cũng trả lời rằng không. Bao nhiêu năm qua, đời sống của chúng ta đã từng trải lấm nỗi gian truân bao lần đau khổ. Nào là thân thể bệnh hoạn, nào là gặp cảnh bất như ý, nào là làm ăn thất bại, nào là tình đời đen bạc. Ôi làm sao mà kể cho hết. Đời sống của chúng ta đã khổ như thế, đời sống của người nào có khác gì? Tại sao chúng ta không thương yêu, không thông cảm, cùng chia sẻ nỗi khổ cho nhau, lại ôm thù chuốc hận làm gì? Đã cùng chung thân phận đau khổ như nhau, chúng ta nên khuyên lên an ủi để làm vơi cạn đôi phần đau khổ cho nhau. Đây là quá tình thương đang chớm nở trong lòng chúng ta. Cuối cùng, chúng ta hãy quan sát những người trước và những người đồng thời với chúng ta, có ai hoàn toàn hạnh phúc chăng? Những người trước chúng ta có những kẻ một thời nổi tiếng hào hoa phong nhã, đến nay chỉ còn là thân tàn ma dại. Có những người một thuở oanh liệt hào hùng, nhưng hiện nay là kẻ phế nhân. Có những người trước kia thừa tiền mứa của, nay chỉ còn là kẻ bần hàn. Đến những người sống đồng thời với chúng ta, có những bạn thân đã từ dạy chúng ta đi về thế giới bên kia. Có những người đang bị bán thân nằm trên giường bệnh. Có những kẻ làm ăn không đủ sống. Có những người thừa của thì con cái lại mất nết hư thân. Những kẻ trước và người đương thời, kể cả chúng ta, có ai dám bảo rằng đời tôi hoàn toàn hạnh phúc? Cuộc đời đã không hạnh phúc thì chúng ta say mê nó để làm gì? Tại sao chúng ta không đánh thức nhau, lay tỉnh nhau, đừng để cạm bẫy của cuộc đời lừa? Hạnh phúc của cuộc đời chỉ là cái bóng mờ trước mắt, đuổi bắt chúng chỉ chút nhọc nhằn. Vì tranh nhau đuổi bắt hạnh phúc nên con người phải va chạm nhau, nảy sinh oán hận, thù địch nhau, tạo thành chuỗi khổ đau vô tận. Chúng ta xét kỹ, thấy rõ rồi, cố gắng đánh thức, kêu gọi nhau hãy dừng chân, đừng đuổi bắt vô ích. Đây là tình thương chân thật phát xuất từ đáy lòng của chúng ta. Qua ba phần quan sát trên, khiến chúng ta mở sáng mắt trí tuệ. Từ đây dấy khởi tình thương chân thật. Chính tình thương này mới không bị giới hạn, không có điều kiện hạn chế và mở rộng thênh thang. Nhờ trí tuệ sáng ngời này, ba thứ độc tham sân si mới chịu lùi bước. Song muốn có trí tuệ, chúng ta phải có những phút giây an tĩnh,
ngồi lại quan sát tận tường. Chúng ta đừng bị suốt ngày chôn mình trên bàn giấy, trong cơ sở tối lại dán mắt trên màn ảnh TV, thì trí tuệ chúng ta không có cơ hội phát triển. Tuy nhiên, cội nguồn tình thương chưa hẳn khô cạn, vẫn còn những mạch nước ngầm trong lòng đất nhân loại mà chúng ta ít khi khơi dậy. Chính đây là những tia hy vọng của con người, của những nhà đạo đức chân chính. Một bà Phật tử thuật chuyện cho tôi nghe. Bà là một người đang sống ở đô thị, quê bà ở tỉnh Vĩnh Long, cách xa tỉnh khoảng 20 cây số. Một lần bà về quê, đến tỉnh Vĩnh Long sang xe về quê bà. Một chiếc xe cũ kỹ mà hành khách chật như nêm. Xe chạy khỏi tỉnh khoảng 5 cây số, có một hành khách đón xe giữa đường. Xe dừng rước khách. Bà thấy một cậu thanh niên độ trên 20 tuổi, mặc quần cục áo sơ mi. Chú lơ xe thúc lên nhanh. Cậu thanh niên vội vàng phóng lên xe, chân chạm phải kính cửa xe toát ra đổ máu. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh bà mà vết thương ở bắp chân vẫn tuôn máu. Bà trông thấy liền mở túi xách lục soát tìm được một ít bông gòn. Bà xé đưa cậu ta bảo chậm máu và đè cứng chỗ vết thương. Bà lục trong túi được chai thuốc đỏ, mớ bông gòn còn lại bà thấm thuốc đỏ đắp lên vết thương. Thấy máu còn chảy, bà lôi chiếc khăn tay trong túi ra xé đôi băng địch lại thật chặt. Kế đó còn thừa một ít bông gòn, bà thấm thuốc đỏ lau chung quanh vết thương cho cậu. Cậu thanh niên được bà cụ 70 tuổi săn sóc vết thương một cách nhiệt tình thân thiết, khiến đôi mắt cậu nhìn bà với vẻ ngạc nhiên kính quý. Mọi người trên xe đều hướng mắt nhìn bà với cái nhìn mến phục. Đến điểm xuống xe, cậu thanh niên bước xuống trước. Vết thương ở chân đã khô máu, bà cụ xuống sau. Cậu chờ bà cụ xuống xong, cúi đầu chào bà rồi mới ra đi. Đi một đoạn, cậu còn nhìn xem bà lão đi về lối nào. Cũng bà Phật tử trên, bà dẫn một đứa cháu ngoại trai độ 13 tuổi lên tu viện chân không thăm chúng tôi. Gặp lúc chư tăng sẽ mít chính, nhằm loại mít ngon nhất vườn chùa để dùng trong nửa giờ nghỉ công tác. Thầy tri khách chia hai bà cháu một phần khiêm nhường dùng lấy thảo. Hai bà cháu dùng độ 10 búi mít, còn lại 1/3 bà bảo cháu. Bà cháu mình dùng 1/3 này để cho người ăn xin. Thằng bé đang ăn ngon miệng nên phải dừng tay. Bà đi tìm một bao ni lông rửa sạch, lột từng búi mít bỏ vào bao ni lông. Xong xuôi bà cột lại để vào túi xách. Vài giờ sau, hai bà cháu từ nhà chúng tôi xuống chợ về thành phố. Xuống chợ, bà đi tìm những người ăn xin tặng mít cho họ xong, bà mới lên xe về. Mấy múi mít thật không có giá trị bao nhiêu, nhưng khi mình đang ăn ngon miệng mà nhớ đến những người ăn xin ở đầu đường xó chợ, không được nếm món ăn này, bà liền dừng tay, ngăn cháo để nhường phần cho những người xấu số ấy. Thật là một tấm lòng vàng ngọc, một tình thương tràn trề ở thế gian này ít thấy. Thử nghĩ, nếu tất cả chúng ta đều có một tình thương vô hạn như bà, thì xã hội đang nghèo khó của chúng ta sẽ giảm khổ đau biết mấy. Còn nhiều người có tấm lòng vàng như bà hoặc trội hơn mà chúng tôi chưa biết, có khi đã biết mà lại quên. Mong rằng nhân loại sẽ được nhiều người luôn nhớ đến những kẻ khổ đau để chia cơm sẻ áo với họ, khiến hành tinh chúng ta sẽ trở thành cõi cực lạc ở mai sau. Tình thương vô điều kiện không giới hạn, nhà Phật gọi là tâm từ bi. Tâm từ bi này nhờ động cơ trí tuệ thúc đẩy mới đủ sức đập tan những cánh cửa bản ngã, gia đình, phe nhóm, tôn giáo, quốc gia, mở rộng thênh thang không giới hạn. Người sẵn tâm từ bi thì khi mình được ăn ngon, nhớ đến kẻ đói khát, mình thành công thương người thất bại, mình vui sướng nhớ đến kẻ khổ đau, mình giàu sang nghĩ đến kẻ nghèo khó, mình hơn thương kẻ thua, do đó mà dứt được tâm ích kỷ ngạo mạn. Nhân loại đang đau khổ lắm rồi, chúng ta không thể giang tay cứu vớt hết được. Ít ra chúng ta cũng đừng chồng chất khổ đau thêm,
khiến quá sức chịu đựng của con người. Chúng ta hãy kêu gọi nhau thức tỉnh cơn ngủ si mê, đừng chạy theo tham lam cuồng nộ, dừng tay gieo rắc đau khổ lên nhau. Hạnh phúc không bao giờ có nơi con người ích kỷ tham lam. Hạnh phúc không bao giờ có ở con người si mê cuồng nộ. Hạnh phúc chỉ có với người luôn chan rãi tình thương, 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 chan rãi.